Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, một nữ tài xế điều khiển xe BMW biển số 51F27910 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận Nhất về quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ cao. Khi đến cầu vượt hàng xanh, xe BMW hút văng hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, xe BMW tông tiếp vào taxi biển số 51A39867 đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, một người đi xe máy chết tại chỗ, Tài xế taxi bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai người khác cũng bị thương, nhiều xe máy bể nát. Chiếc BMW của nữ tài xế và xe taxi móp méo hư hỏng nặng. Nữ tài xế được xác định ban đầu là Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, có nồng độ cồn 0,94mg trên 1 lít khí thở. Nguyên nhân vụ tai nạn chết người đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.